Tại Hà Nội, Bộ Công an đã khai mạc chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022. Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 có sự tham gia của 400 nghệ sĩ, chiến sĩ cảnh sát thuộc 8 đoàn nhạc, trong đó thì có 6 đoàn nhạc đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Brunei, Myanmar, Philippines và 2 đoàn đến từ nước chủ nhà là Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam, Đoàn nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một sự kiện âm nhạc đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Công an Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ khai mạc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc, thể hiện tài năng, tình yêu nghệ thuật, đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia. Đồng thời qua chương trình này góp phần nâng cao văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước. Trên cơ sở đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia ASEAN và giữa các nước ASEAN với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt thông qua thể hiện bằng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, nhạc hội còn là cầu nối gắn kết các nước, các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông qua kênh hợp tác ASEAN-Napol, Interpol. Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam với cảnh sát các nước, khẳng định đất nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội tươi đẹp và cảnh sát Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời cũng giới thiệu với nhân dân hình ảnh lực lượng cảnh sát nhân dân không chỉ nghiêm minh trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn rất đời thường, rất nghệ sĩ. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn đã diễu hành nhạc kèn tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Vào tối ngày 10 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.